Thầy nhớ là có thầy đó tên là thầy Nguyên Vương, là học chung với thầy ngày xưa. Thầy Nguyên Vương này ở ngoài Nha Trang vào trong Tòng Lâm học. Thầy xuất gia trước thầy 10 năm. Thầy Nguyên Vương này, thầy lớn hơn thầy 4 tuổi. Bổn sư cho thọ giới, cũng không thọ giới mà học rất là giỏi. Thầy nói thầy nguyện sám hối như vậy suốt 10 năm, tới 30 tuổi thầy mới thọ giới tỳ kheo. Thầy phát nguyện vậy đó. Mà vô chùa từ nhỏ mà học giỏi lắm, học hạng nhất không à, mà ai cũng thương hết. Thầy mấy huynh đệ cứ nói riết hoài, nói mai mốt ông không thọ giới là ông đứng sau lít đó. Tại vì mấy thầy thọ giới trước thì phải đứng trước, thọ giới sau thì đứng sau. Ông nói muốn đi đâu rồi đi, muốn đứng đầu đứng ông, lên trên ông đứng kế Phật cũng được. Thầy trả lời vậy, mấy ông muốn lên đứng kế Phật cũng được, nhưng mà đứng thì đừng có ngó ai, ngó mắt công á, mắt cỡ. Coi chứ nói chuyện nhau cũng cay cú lắm. Thầy nói vậy, thầy nói muốn đứng trước, đứng sau, đứng ở chỗ nào ông đứng cũng được hết á. Nhưng mà coi chừng mình có đáng để được đứng không. Thì hồi đó mình còn nhỏ, mình hiếu thắng lắm. Thì mấy huynh đệ nói kệ tôi, miễn tôi đi trước ông là tôi lớn hơn ông rồi. Cái thứ hai nữa, mai mốt tôi được mặc hậu vàng, còn ông còn mặc cái áo màu lam mới giống mấy bà ni. Xin lỗi, hồi đó là kêu mấy cô ni ấy, mà có một chút xíu ngạo mạn cho nên kêu mấy bà ni không à. Mà mấy sư bà mà nghe vậy ghét lắm. Nói ông mặc áo lam là giống mấy bà ni. Tại vì sa di là không được mặc hậu vàng, thọ tỳ kheo rồi mới được mặc hậu vàng, như thế này chỉ mặc cái hậu lam. Tại giống mấy cô ni, tại vì theo nguyên tắc định trong hiến chương là ni cho dù là thành sư bà cũng giống mặc hậu lam. Đó. Thì thầy cũng tính bơ, tại nó ni thì ni, mấy ông làm sao cho tròn vẹn cái chữ tăng đó thì làm, còn là không được thì còn thua mấy bà ni. Rồi cuối cùng mấy huynh đệ phải đi tới năn nỉ, nói tới nói lui, cuối cùng thầy thọ giới mà quý vị biết, tinh tấn lắm. Xong á sám hối, sám hối nghiêm khắc lắm. Thì ở trong nhóm có một cái ông nó nhỏ hơn thầy tuổi mà ổng lóc chóc lắm. Người ta sám hối, người ta âm thầm sám hối, ổng vừa sám hối xong, mệt quá, mới lại 300 lại xong. Mà ổng lại 300 lại là từ thầy quản chúng sẽ xuống tới người công quả đều biết hôm nay ổng lại 300 lại. Còn ổng ngủ 8 tiếng đồng hồ không ai biết hết, trốn ra ngoài sau giường á, mắt giọng ngủ, kiếm muốn chết luôn vậy, té ràng trả đi ngủ. Mới lớn mà, 19, 20 tuổi, tuổi đó tuổi ăn, tuổi ngủ. Thì đúng á quý vị biết không, thật ra ai cũng có những lỗi lầm, nhưng mà cái sự ngạo mạn của con người, cho dù là xuất gia rồi mà không có chừa, không có bỏ, thì cái đường tu nó không có bền. Quý vị biết khi thọ giới xong, cái ông thầy đó, ông được hạng ba đó, mà quý vị biết giới đàn Tòng Lâm lúc đó là 10.000 giới tử, là giới đàn lớn nhất của nước Việt Nam từ trước tới giờ, tổ chức năm 1993, toàn là những vị đại lão hòa thượng làm giới sư trong giới đàn đó. Hầu hết những vị giới sư đó bây giờ là chết hết rồi, không còn ai còn sống hết. Ông được hạng ba đó là giỏi lắm đó nha, rất là giỏi á. Xong lắc sắc mới vừa thọ giới xong, học giỏi lắm quý vị biết không. Một tháng là ổng thuộc cuốn luật tỳ kheo với cuốn luật Bồ Tát giới, mà cuốn luật tỳ kheo nó dày cả trăm trang, Bồ Tát giới dày cả trăm rưỡi trang. Ổng thuộc lào vậy, chứng tỏ là ổng có cái chủng tử tu tập cũng cao lắm, học hành nhiều đời nhiều kiếp rồi. Rồi cái lúc đó thọ giới xong là vô mùa hạ được nghỉ, rồi tới an cư kiết hạ. An cư kiết hạ là ăn cơm bằng bình bát, thì mỗi người bưng cái bình bát nè. Rồi đi bưng bình bát á, cái ổng lớn ổng đi trước. Thì trong một cái giới đàn, quý vị biết người nào được truyền giới trước người đó lớn. Cho dù truyền trước một sát na thôi, một phút, người đó vẫn lớn hơn mình. Dù mình thọ chung một đàn giới, nhưng mà người đó được truyền giới trước mình một phút, người đó vẫn lớn hơn mình. Cái cách tính tuổi hạ là như vậy đó. Tức là các thầy tỳ kheo mà thọ giới cùng tuổi hạ thì xét lại coi vị nào thọ giới trước, trước một phút vẫn lớn. Thì trong lúc đó đó thì thảy là truyền giới trước mấy vị kia, cho nên thảy lớn, thảy lớn hơn, thảy lớn đi trước. Còn những người kia đó mặc dù nhỏ hơn, nhưng mà người ta vô chùa trước thảy, người ta lớn tuổi hơn thảy,
ít ra cũng nể nang, lấn đi tới rớt bình bát xuống bể cha nó. Mà quý vị biết không, xuất gia tu tập bình bát mà bể, đó là cái điềm biết người đó tu không bền. Hồi đó thầy không có tin, thầy nói trời ơi, cái chuyện tu hành nó dính líu với tới cái bình bát còn nguyên với bể, phải không? Hãy mà sơ ý thì nó rớt xuống nó bể thôi, chứ đâu có gì đâu à. Nhưng mà mấy hòa thượng lớn hồi đó dạy nói, thầy không có tin, thầy nói con không có tin mấy chuyện đó. Cái chuyện nỗ lực tu tập của mình nó không, hoàn toàn không dính gì tới cái bình bát hết. Nhưng sau này để ý mới thấy là nó đúng, nó rất là đúng. Lắc sắc. Thì theo trung luật, cái bình bát mà rớt xuống mà bể á, mà còn hàn lại được thì lụm lại để gắn lại, để hàn lại, để dán lại, để sử dụng. Khi nào mà nó không còn sử dụng được nữa mới bỏ, mới thọ một cái bình bát khác. Tại vì cái bình bát đó là của thập sư truyền cho mình, tức là 10 vị giới sư truyền cái bình bát đó cho mình. Mình giữ cái đó như là giữ sinh mạng của mình vậy đó. Đó là tính vật trao tay của chư Phật 10 phương 3 đời. Hôm nay được truyền tới mình, không phải đơn giản, lúc đó phát nguyện ghê gớm lắm. Mà mình không cẩn thận mình làm bể, thì cái bình bát của ông bể làm 3 miếng, ông không dán lại. Đi ra mua một cái bình bát thiệt là đẹp. Mà quý vị biết cái bình bát hồi đó là bằng cái đất, mà đất nung á, nó cũ, nó xấu. Bây giờ thầy còn giữ cái bình bát đó, nó xấu quá à. Nhưng mà nó là kỷ niệm của mình, gọi là trấn sơn chi bảo, không có được rời á. Mai mốt thầy mà chết là cái bình bát đó đem lên thờ đó. Thờ y bát là như vậy đó, tức là tính vật trao tay của 10 phương chư Phật. Ổng đi mua cái bình bát về, mua về tà lẹt đem ra khoe, rớt xuống bể nữa. Thì thầy quản chúng mới kêu thầy lên quở, là con phải cẩn thận, phải tinh tấn, phải phát tâm sám hối thêm nữa 3 năm nữa, để cho nghiệp chướng nó tiêu bớt. Thì thầy nói con sám hối mấy năm rồi còn gì nữa. Thầy không sám hối. Không sám hối, nhất định là không sám hối. Rồi huynh đệ học hành bình thường, tự nhiên một ngày kia thức dậy, trong chúng mất đi một người. Thế mới biết mai này trong đám tăng sinh ấy có kẻ theo đời bỏ cuộc tu. Thơ này thơ cải biên, không phải là mai này trong đám xuân sanh ấy có kẻ theo chồng bỏ cuộc vui. Mất tiêu luôn, không có tu nữa, biệt tích giang hồ. Sao cuối cùng mới biết là không qua được ải mỹ nhân, bây giờ chết rồi, bị xe đụng chết rồi. Học giỏi lắm hồi xưa đó, thầy mà bí cái gì là hỏi thầy đó. Ông nhớ kỹ lắm, ông nhớ luôn trong từ điển là cái chữ đó ở trang mấy, là biết được cái tài của người đó như thế nào. Xin lỗi nãy giờ là mất thì giờ quý vị nhiều quá, mất kể chuyện đời xưa. Nhưng mà cái điều này để cho chúng ta thấy được rằng mình phải hiểu được cái chất Phật như thế nào ở trong tâm của chúng ta, để chúng ta xác quyết được một cái niềm tin. Cái niềm tin bằng trí tuệ, tức là được dẫn bằng trí tuệ của một người học Phật và thực hành theo Đức Phật. Chứ không phải cái niềm tin đó là cái niềm tin của những kẻ ngu muội, chỉ có biết cái bản ngã và đắm chìm vào trong danh lợi. Đa phần chúng ta niềm tin nó sai lạc. Chuyện này thì lát nữa mình nói tiếp, để nó mất thời giờ. Chúng ta tin Phật và mình biết rõ được cái chất Phật đó ở trong mỗi con người của mình và ở mỗi chúng sanh. Thì khi chúng ta thờ Phật, chúng ta mới đem hết cả cái tấm lòng của mình hướng về Đức Phật để chúng ta khắc niệm. Khắc niệm ở đây có nghĩa là giữ cái tâm niệm của mình trong từng hơi thở một, không được sao lãng với ý niệm giác ngộ hay là cái chất Phật ở trong tâm mình. Đó mới là thờ Phật đó. Chúng ta tin Phật, thỉnh Phật về thờ là chuyện bình thường. Nhưng làm cho chất Phật sống mãi trong từng hành động, từng suy nghĩ, từng lời nói của mình, đó là một